Chào các bạn quay trở lại kênh Anna Channel nha. Hôm nay bạn Anna sẽ đi thăm dãy và bắt tổ ong cho các bạn xem. Ôi bạn Anna đang mút mặt hoa à? Có ngon không? Đâu? Mút mặt hoa gì vậy? Hoa gì? Hoa gì mà thơm dữ vậy? Hoa điều đâu? Hoa này là hoa cà phê. Trắng đẹp ha. Đâu, mút thế nào, ngon không? Hoa bạn bạn Anna đang hút mật hoa này giống như một con ong á. Ngon không bạn? Có chứ. Ngọt lắm hả? Dạ. Trời ơi, bạn lấy hết hoa này thì làm sao nó ra quả được hả bạn? Bạn Anna đang hút mật hoa, mật hoa cà phê nè. Hoa cà phê trắng nữa, đẹp không? Đó. Hoa cà phê đó. Trời đất ơi, nhìn một tí mà con lấy hết thì con chín luôn á. Con chín nó con để làm chứ. Mút thế này bao giờ mới no được trời? Mút đến tối, đến sáng, đến tối, đến sáng, đến 10 lần luôn. Rồi, thôi bây giờ mình mút xong rồi mình đi mình bắt ong đi ha. Đây. Nào, đi bạn Anna. Đi thôi. Đây mấy cái mặt hoa vừa đi vừa ăn cho đỡ khát nước hả? Rồi đây. Các bạn cùng theo Anna đi bắt ong mật ong ha. Bạn Anna rất là giỏi. Bạn không sợ bị ong đốt à? Đây. Đây là cái cỏ, cái đám lá này người ta đốt đi để sau này điều nó lượm, nó rụng xuống người ta lượm điều á. Thấy không? Vườn sạch bong luôn này. Đây là cây điều này. Quả điều rụng xuống này. Đó, quả điều đó. Bạn Anna này chỉ thích hút mật mật hoa cà phê thôi à trời. Bạn Anna có đi được không? Rồi bạn Anna cố lên. Cố lên cái đầu các bạn. Ê ê. Bố ơi, cái quả gì nè? Đó, đậu ong đó. Đốt để cho nó co cụm lại với nhau á. Vì nó vướng víu nên không người mình trèo lên sợ nó rung rung nên ong nó tản ra, nên chỉ đứng dưới mình quay tí mình sẽ quay cận cảnh cái tổ ong. Cắt nguyên cành to luôn đó hả? Đâu bạn Anna, quả gì đâu? Trời, quả gì á? Quả rừng á, quả dại á, không ăn được đâu. Con đâu có ăn đâu, phải thử xem. Đó, thử xem đi nhá. Quả gì mà đỏ để đẹp con quá hái, ha. Để con hái. Nè, con hái đi. Cây. Bạn Anna đi rừng mà không đi ổng à?
Rồi bạn hái đi, xong quả gì này để với tôi xem nào. Quả này không ăn được đâu nha. Quả dại đó. Ồ, một quả thôi. Hai ba. Một hai ba. Rồi bạn Anna hái được rồi. Hái được hai quả luôn. Hai quả luôn. Chắc là quả chanh dại á. Xem là màu nó đẹp không nào. Wow, màu đẹp quá các bạn ơi. Nhưng mà không ăn được đâu nữa nha. Không móc được cái quả này về rồi. Quả dại đấy, bẩn. Bỏ đi, vứt đi, vứt đi. Nốn rồi, thôi thôi. Đấy, quả này thôi. Để thơm quá. Hả? Thơm quá. Một hai. Trời, nó chắc dữ vậy. Kéo đi. Ây. Ây da. Ây da. Được rồi. Nè. Hái được quả dại. Tí về mình bổ đi xem thử được không? Rồi đi ra đây ngồi xem nào. Tí nữa bố bỏ cân xem. Quả dại này thơm nha. Quả dại này thơm á hả? Nó có mùi gì ạ? Nó vả đi. Mùi gì á, không biết nè. Trời đất ơi, nó dính nước vào tay. Chết rồi, dính vào tay rồi. Ê, đi ngồi đây xem nào. Gần suối này, hôm nào mát mình lại tắm suối nha. Để không ăn à. Đây nè, cái quả đây nè. Đó, đẹp không? Màu đẹp quá. Màu đỏ đẹp ghê. Rồi. Anh đang nhìn thấy tổ không chưa? Hả? Rồi, đây. Rồi, bạn Anna đang chuẩn bị bắt ong đây. Rồi, được rồi, xuống thôi. Hôm nay có cả bạn nhỏ này đi bắt ong cùng nè. Thôi, cầm cho bố kia con. Rồi, cầm. Sợ ong. Không sợ đâu. Không sợ đâu. Con cầm cho con nha. Đây. Sợ nó đốt lắm. Không sợ. Vào đây. Ui. Đừng. Con nằm bị nứt đây. Đây. Nè, bạn nhỏ này sẽ cầm ong cho các bạn xem. Cầm hai bên tay, cành bên này, cành bên kia. Đó, tay bên này nữa. Tay bên này nữa. Không, sợ ong đốt đâu. Bố hứa là nó không đốt. Đây, thế cầm này, đây, bỏ tay ra. Thế, rồi, cầm này. Rồi, cầm tay vào, chắc vào không nó rớt. Hai tay vào nó rớt. Đó. Cầm cái tay bên này. Úi, giời ơi. Mẹ rồi. Con này đứng nè. Đốt đâu? Cầm đấy. Kiếm cái kia kéo hả? Đây, hôm nay bạn ăn cũng đi bắt được tổ ong nè. Bạn ấy đang tiếp tục ăn mật hoa này. Bạn không thèm mật ong nữa rồi. Đây.